Ok, lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục nhà cái uy tín nhất, nhà cái đáng chơi nhất của năm 2023 là gì? Ok, thì có lẽ là điểm nói với cái nhà cái nó uy tín này để mà đánh giá ấy, tôi không biết là cái tiêu chuẩn của anh em như thế nào. Nhưng đối với tôi ấy, cái vấn đề lớn nhất ấy, đó là cái nhà cái đó nó nạp rút như thế nào, nó có uy tín hay không, đơn giản vậy thôi. Và đừng có đổi đường link liên tục như cái thằng Go88 mà săn win đấy, chết luôn. Đây này, mẹ mày gãy à, gãy hộ xem. Đấy thì trước đây thì tôi chơi cô bét anh em, trước đây thì nhà cái cô bét và tha bét là những cái con game gọi là thương hiệu của tôi luôn anh em ạ. Đấy thì sau đó một thời gian thì không biết là thằng Tabet là tôi nghĩ là tôi lúc đó là bên Cubet nó có khuyến mãi nạp đầu ấy, như là 100% như vậy, là tôi bay qua bên Cubet, tôi bỏ thằng Tabet. Thằng Tabet là thằng đầu tiên mà anh em. Sau đó chuyển qua chơi Cubet thì Cubet cũng một thời gian khoảng 2 năm nhỉ. Chắc là có 2 năm hay tầm 2 3 năm gì đấy. Thì đến cái độ mà đến cái đoạn mà nó bắt đầu xuất hiện những cái sự việc đó là bịp 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 người chơi ấy, bịp người chơi mà bịp ngay trên cái sảnh live anh em. Anh em lên lên mạng anh em gõ là cú bet bịp người chơi như thế nào đi. Cú bet tha bet luôn, tha bet cũng bịp luôn anh em. Bởi vì hai thằng này là một mà anh em. Giống như hai thằng sinh đôi ấy. Sinh đôi cùng trứng anh em ạ, khác một cái tên thôi. Còn lại là y nhau hết. Đấy, gọi là công ty của hai anh em sinh đôi kiểu như thế. Nó chả khác gì, khác một cái tên thôi. Bịp 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 trắng trợn trên live luôn mà anh em, tức là mấy con bé mà sóc 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 đĩa ấy, với chia bài baccarat đấy, nó bịp trực tiếp mình luôn, cay cú thật sự luôn. Cho nên là tôi nghỉ luôn anh em, tôi nghỉ luôn, không 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 cần phải nói nhiều nữa, tôi nghỉ thẳng cẳng luôn anh em. Và có một cái yếu tố nữa mà dẫn đến là tôi từ giã luôn cái thằng thằng cô bé đó là nó nạp rút. Nạp thì ok, nạp thì tiền lên cũng khá là nhanh, nhưng mà rút đấy anh em, rút đấy thì thời điểm đầu thì rút phát là về luôn, càng sau dần lại là kiểu tôi không hiểu là nó suy nghĩ kiểu như thế nào luôn. Nó bắt đầu là cái đầu tiên ấy là nó chỉ cho rút mỗi ngày 2 lần thôi, đấy là cái yếu tố đầu tiên. Tôi cũng tạm thời là chấp nhận, bởi vì mình cũng nhiều lúc mình cũng có thể điều tiết được, không có vấn đề gì. Đó, nhưng mà sau lâu dần rồi là bắt đầu nó rút, có những lúc là nó rút cả một tiếng đồng hồ nó không về đấy, khi đó là bắt đầu cay, lúc cần là không có đấy, bắt đầu là dần dần sẽ tích tụ mỗi ngày một ít đấy, khi mà mình cảm thấy không hợp nữa thì mình nghỉ thôi, nghỉ thẳng thẳng căng luôn mà anh em, tôi nghỉ luôn. Mà cái nick tôi thì chắc là cũng lên bạch kim rồi đấy, lên bạch kim hay là kim cương gì đấy rồi anh em, tôi nhớ là hình như lên kim cương rồi đấy. Đấy, mà để lên kim cương ở cái nick Cubet là phải nhiều như thế nào anh em hiểu rồi, anh em nào chơi thì chắc không biết rồi. Và tôi chuyển qua cái con game này, con game hiện tại tôi đang chơi đây, cái nhà cái 68 game bài thì khá là uy tín rồi anh em, thì chơi cũng được tầm 1 năm rồi, cũng khá là ok và chưa 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 gặp cái vấn đề gì mà phải băn khoăn hết đấy. Thì banh bóng mấy hôm nay thì cũng không có, nên là chắc là hôm nay là vào làm tí tài xỉu anh em nhỉ, làm tí tài xỉu cho nó vui tươi. À, thì hôm nay tôi sẽ xem là cái thằng tài xỉu này nó có cái gì mà hấp dẫn người chơi như vậy anh em nhé. Ok, nói chung là thời điểm hiện tại và trước đây thì tài xỉu vẫn là một cái gì đó mà thu hút đông đảo người chơi nhất, cái thị trường game bài đổi thưởng cũng như là những nhà cái online, cũng như là những cái con game 3D đấy, kiểu như thế. Ok, soi cầu tí nhỉ, tôi cũng trước đây thì cũng đam mê cái bộ môn này lắm, sau này thì cũng giảm dần rồi, và cũng mỗi ngày chơi một ít thôi, một tí thôi, để kiếm một cái nguồn lãi ổn định mỗi ngày thôi, chứ không tham nữa anh em ạ. Trước đây thì cũng tham mà cũng bết bát nhiều rồi, nói chung là ai cũng có một thời như thế thôi anh em, quan trọng là mình nhận ra đúng đúng lúc để mà quay đầu để mà thay đổi thôi.
chứ ai mà chả có một thời như thế nhắm. Như thế thì mình mới ấy được. Húp này, rồi xong gãy này. Tay đầu tiên gãy này. Tay đầu tiên đã gãy rồi. Năm này 15, 11 thì chưa kịp soi cầu đã. Uầy, mẹ mới lên dốc một cái như thế này à? Như dốc như 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 đèo Hải Vân thế này à? Chết rồi, chết dở rồi. 17 xuống này, 15 xuống 11 này, 15 xuống 10 này. 55 45 10, 10 xuống 10 thế này. Thế này xỉu 10 chắc cú luôn này. Làm hai nhát luôn này. Anh em có những cái tiếng kết riêng của mình không ạ? Anh em có những cái tiếng 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 bạc gọi là tiếng kết để đời của mình không? Tôi những tiếng này thì tiếng nào mà không kết thì tôi sẽ đánh nhẹ ra rồi 500 hay là một củ gì đấy, nhưng mà gặp những cái tiếng kết của tôi thì có những tiếng tôi đánh cả 100 củ đấy anh em ạ. Em chăm theo dõi tôi lâu thì chắc là biết rồi, còn những anh em mới thì có thể là lục lại và theo dõi đấy. Nét chưa, thẳng căng luôn anh em, nét thẳng căng luôn, đơn giản vậy thôi, cần gì phải 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 đánh nhiều làm cái gì. Tôi ít khi mà tôi đánh quá 10 tay lắm anh em, 10 tay là đã nhiều lắm rồi. Bình thường này, đối với tôi thì 5 7 tay như thế là khét lắm rồi, 5 7 tay là tôi nghỉ rồi anh em, làm gì cần gì phải đánh nhiều lắm cái gì. Mỗi ngày đánh một tí như thế thôi, đừng có tham quá, nhiều khi tham quá là rất là dễ choáng váng anh em ạ, thật sự luôn. Mình đánh nhiều quá thì mình sẽ váng đầu, mình khi mà ăn nhiều quá thì mình tham lam, mình sẽ muốn kiếm thêm, và khi mà mình thua nhiều quá thì mình sẽ kiểu cay cú và muốn gỡ, mà mình càng gỡ thì mình càng thua thôi. Bật ngay cái cầu 21 này nhưng mà cũng không chắc chắn lắm, không biết là nó có nhảy sang tài không đây. Đây rồi, ok chưa, ok đấy, vào làm mấy tay như thế này cảm thấy mà ok thì chốt lãi nghỉ luôn, lằng nhằng gì nhằng làm cái gì cho nó mệt đúng không anh em, đừng có lì nhằng làm cái gì cho nó mệt. 10 này, 10 này vẫn nằm yên này, tiếng này anh em bắt theo cầu nhưng mà tôi xin phép là bẻ tiếng này. Đôi lúc là tôi có những cái tiếng tiếng bẻ nó đẳng cấp lắm anh em ạ, bẻ cầu nó đi vào lòng người lắm, nhưng mà cũng có nhiều thời điểm là đi vào lòng đất anh em đấy, cũng phải tùy vào cái nhân phẩm của mình nhá. Đấy, mình đánh 2 củ luôn cho nó uy tín này, đánh 2 củ luôn cho nó uy tín này anh em. Thì nói chung là mỗi người một cách chơi đúng không anh em, mỗi người một cách chơi thôi, chả có ai giống ai đâu, mỗi người một tính mà. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà anh em, cho nên là cũng không thể là ép buộc người này theo một cái lối chơi dập khuôn được. Thôi gãy rồi, mẹ em đúng tài 11 luôn kìa, vãi nhỉ, lên một rồi mà vẫn vẫn thua kìa, thì làm sao đó mà mình chơi, làm sao đó mà mình có lãi là được thôi, chứ đừng có nhất thiết là phải nghe theo người này nghe theo người kia. Tôi thì tôi chúa ghét những cái mà thủ tục rườm rà, thật sự luôn anh em, tôi chúa ghét những cái thủ tục rườm rà, những cái vấn đề, những cái việc làm mà theo theo những cái dập khuôn là tôi cũng không thích. Nói chung là đơn giản là tôi không thích thôi, mỗi người một tính. Thì tôi cứ thích những cái gì mà sáng tạo tôi chơi thôi nhau. Có khi là có những lúc là tôi vào chơi nhá, tôi chỉ cần lãi 300 400 gì đấy thôi, không tham làm cái gì, 3 4 lít thì đủ tiền để tôi đi nhậu làm tí bia hơi là ok rồi. Gãy ngay cầu này này, 3 củ đi, làm thêm củ nữa đi, mẹ mày không kịp kìa. Ba, ui may quá may quá may quá, mà thêm củ nữa, mẹ 62 rồi còn không lên con 2 này, khi lên 14 thì lại lên con 6, ẩu luôn, vẫn không gãy thế này thì có nên bám tiếp không đây. Mẹ mày, cầu kèo thế này thì hỏng rồi đấy, em thấy bắt đầu cầu thấy bắt đầu khó chơi đấy, thấy chưa, cầu đi thế này bắt đầu khó chơi đấy.
nhưng không biết là nó gãy hay không đây. Mẹ nãy giờ thì không bám cầu, biết đâu vào phát để nó gãy này chết luôn. Nghiên cứu xem thế nào. Hai này, xí ngầu hai, xí ngầu hai đi với ba, xí ngầu hai đi với hai là bốn chứ, bốn vẫn về xỉu đi. Phang nốt tay này để nhầm, phang nốt tay này là nghỉ luôn, không chơi nữa. Nốt tay này em nhá, mỗi ngày như thế là quá nhiều rồi. Gãy hộ cái, ok chưa? Gãy hộ cái, đấy, ngon lành, ngon lành luôn anh em. Tôi xem là tôi có nên tiếp tục hay không vậy mẹ, hay là nên nghỉ đây nha. Thì cái mục tiêu của tôi mỗi ngày ấy, sẽ ăn non thôi, nhưng mà cầu thì đang đi đẹp thế này. Tôi ấy, tôi thì tôi đang tôi chỉ đam mê bóng bánh bong bánh bánh banh bóng thôi anh em ơi, mẹ líu mồm luôn, banh bóng thôi anh em ơi. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng vào đá đá thế tài xỉu, nhưng mà hôm nay cầu cũng khá là đẹp. Nhưng mà thôi, có lẽ tôi sẽ dừng lại tại đây thôi, dừng lại tại đây thôi anh em ơi, như thế là ok rồi. Cái đường link của cái nhà cái hiện tại mà tôi đang chơi đây, tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em nhé. Anh em nào cần thì có thể bấm vào và Zalo với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.